coi cần quay em rắn thịt má. Chào anh em nha. Cuối năm dọn rửa mấy bình rượu ngâm để chuẩn bị đón Tết với để anh em tới nhà chơi có cái mà uống nha. Để tao đi đất cái này. Này là mấy ngâm chôn dưới đất á, đưa lên. Hủ này giới thiệu anh em là hủ trứng nai nha, trứng đuôi nai. Đó, trứng đuôi nai, một bộ trứng nai cái, với bộ trứng nai đực, với cặp đuôi nai cái với nai đực nha. Này, để năm ổ này là 5 năm rồi, năm nào cũng lấy ra chùi rửa sạch sẽ, đủ khi nào nước nó xanh như nước biển là anh em uống rất là khỏe cho cái đàn ông chúng ta. Đây là hôm nay mình hũ này là hũ nhân sâm ngâm với mật ong rồi nha anh em. Đây là hũ nhân sâm. Hũ này là mình chỉ đổ rượu với mật ong rừng với cái sáp là cái sáp ong sữa. Ong nhộm đó. Mình đổ rượu vô với sáp mật ong rừng vô. Mình ngâm. Cái này mình ngâm mình để trên ấy uống ho hết uống. Đó ngâm bao nhiêu năm rồi anh? Cái này mình mới ngâm được 5 rưỡi. Cũng này thì 5 năm rưỡi. Cũng này 5 rưỡi. Còn đây là cũng hũ rễ cây, rễ cây đinh lăng với ngâm với amacong amacong thì mình không mở cái hũ được, mình đang rửa trong cái này là mình chiếu cận cảnh nó hay lắm. Hôm nay thì hơn 2 năm rồi. Có gì khoan kế của mình chơi thì múc ra 12 ly lên được tất. Quay cận cảnh tắc kè ngâm với trứng trứng mang con uống tại vì con trứng mang nó là cái mật của nó là nó nằm hết ở cái chân, ngâm chung với tắc kè uống nó rất là đỡ đau lưng. Nên em người ăn uống này tốt lắm. Biết thôi, mình uống một đêm uống 1 ly 2 ly tí đâu, không nhiều được.
chi với chân không có. Ai gọi điện anh Phong ơi? Không được nghe. Cái gì anh? Ngắm lên chi với ngắm với chân. Chân đai. Chân đai. Để tù sạch rồi xong quay sát rồi tôi thấy từng trăm năm rồi nha. Mình ngâm của cái túi lắm, mình ngâm rồi. Sở thích ngâm thì thôi, khi nào có anh em bạn bè với múc 1 ly 2 ly thôi. Cái này là cái gì vậy Phong? Cái này là cái nấm linh chi mà ngâm với chân này. Trong á. Mình thích sưu tầm chân này. Cái này là có mật nữa. Rắn này rắn gì đây anh? Rắn này là con rắn hồ chúa. Đây là cặp nông, cặp băng bành. Quay con hồ băng bành. Chùi sạch quay với thấy đồ của mình. Càng vàng rêu càng trong á, là càng ngon. Do bê ra nó bị sốc rượu á, để lâu nên múc uống nó. Ngâm như vậy, thích ngâm cũng hay nhậu, mới ít nhậu đều. Thì có anh em bạn hiền đâu xa xa tới, rót cái ly lên uống, là thưởng thức, đều đặc sản của Tây Nguyên thôi.
Mình là ở Tây Nguyên nha. Tây Nguyên. Như cuối năm là đem ra tổng kết. Bình này còn sợ bông rồi. Coi cần quay lên vẫn thịt má. Con này là cặp nong à? Đó, này chân này. Không, chân với con nấm linh chi với những lá thuốc rừng á là mình lấy về mình để ngâm trong chung này. Cái này uống thì tốt. Trong chung nó là một vị thuốc. Cái này là lưng mà cong rồi uống là ăn luôn. Really nigga. Nó sẽ uống như là khoảng đâu đấy. Thank you.